Vâng, xin chào các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở siêu thị MM Mega Market. Thì trước đây siêu thị này có tên là Metro Thăng Long, tuy nhiên thì đã chuyển giao cho một chủ nhân mới, đó là Mega. Thì theo như thông tin trên mạng tôi được biết thì hiện tại tại siêu thị này đang có chương trình là giải cứu tôm hùm với giá là 599.000 một ký. Và một ký thì tầm 2 cho đến 3 con. Thì nhân tiện hôm buổi chiều nay tôi nghỉ thì tôi sẽ đến siêu thị mua sắm xem là còn hàng hay không, và tôi sẽ mua về để cho cả gia đình tôi ăn. Thì đây là một cơ hội mà dành cho những người mà không có điều kiện để nếm vị xem mùi tôm hùm nó như thế nào. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân tôi vào trong siêu thị Mega xem mà tôm hùm ở đây như thế nào nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi gửi đồ ạ. À đây rồi, tôi nhìn thấy tủ đồ đây rồi. Tôi đã hoàn thành công việc là gửi đồ rồi. Thật là một thông tin vui, đó là cô giữ đồ cô có tiết lộ rằng là hiện tại siêu thị thì vẫn còn hàng. Thật là một hên, tại vì hiện tại tôi thấy là số lượng người mà săn đón tôm hùm khá là đông, chỉ lo là hết hàng rồi, may quá. Đây là khung cảnh của siêu thị Mega Market. Hiện tại thì số lượng người mà đi mua sắm thì không nhiều. Có thể là tại vì bây giờ là khung giờ và mọi người vẫn còn đang làm ấy, nên là không có khách mấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái quầy hải sản nhé. Tôi thấy quầy hải sản kia rồi. Tôi sẽ mua tôm sống, hy vọng là có tôm sống. Còn trường hợp nếu mà không có tôm sống thì mình sẽ suy nghĩ chuyện là mua tôm đá. Vâng, đây là quầy hải sản đây. Chúng ta sẽ cùng xem tôm hùm nó ở đâu nha. Cú cú. Đây toàn con cá thôi, tôi chưa thấy tôm hùm đâu cả. Đây tôi thấy có hai con tôm hùm rồi. Nhưng mà giá niêm yết ở đây là 1.490.000, chứ không phải là 599.000 nữa. Không biết là hàng đấy nó ở chỗ nào, ra hỏi chị phục vụ ở đây xem như là. Chị ơi, cho em hỏi một chút, cái tôm hùm mà 599.000 ở chỗ nào ạ? Hết rồi cháu ạ. Hết rồi ạ? Hết từ sáng rồi cháu ạ. Ôi, thật là tiếc. Buổi sáng này đến đâu hết đến đấy luôn mà, còn nữa cháu. Đánh nhau chửi nhau cái tôm ấy từ buổi sáng ấy. Ôi thế ạ? Chửi cả quản lý đây nè, cái nhà này. Rồi. Vâng. Rồi, cháu cảm ơn ạ. Thế là ngừng luôn chương trình đấy rồi ạ? Vâng, rồi ok ạ, xin cảm ơn. Vâng, em cảm ơn ạ. Thật là buồn khi mà hết mất rồi. $600.000 một ký, còn đây là 1.500.000 một ký. Thật là buồn quá. Bây giờ làm thế nào ta?
thế thôi, chắc bây giờ sẽ chuyển sang đi giải cứu sầu riêng hoặc là dưa hấu vậy. Thật là buồn các bạn ạ. Theo như cô phục vụ thì cô có thông báo rằng là chương trình mà giải cứu tôm hùm 599.000 đã kết thúc vào sáng nay, và do số lượng người mua quá là nhiều nên có xảy ra cái tình trạng là tranh cướp nhau, rồi là trừ cả người quản lý nữa. Vì vậy là chương trình đã kết thúc sớm. Và chương trình đã bắt đầu từ hôm qua là 20 tháng 2 và hôm nay là 21 đã hết mất rồi. Bây giờ tôi sẽ phải chuyển sang giải cứu một thứ khác vậy. Dưa hấu hoặc là sầu riêng. Không lẽ đi vào cái siêu thị to vật vã như này tay không lại đi về. Buồn quá. Thế là lại không được biết ăn vị tôm hùm nó như thế nào rồi. Vâng, như chúng ta thấy thì hiện tại giá sầu riêng ở trong siêu thị cũng là 107.000 một ký. Với giá này thì chắc là tôi không giải cứu được rồi. Sầu riêng cũng khá là ngon, tuy nhiên tầng giá chắc quá. Hiện tại thì ở ngoài vỉa hè thì tôi thấy là cũng có một số nơi là bán một thùng là 430.000 8 ký. Nên khả năng là tôi sẽ giải cứu theo phương pháp đấy vậy. Còn dưa hấu ở đây là 7.900 ký. Có vẻ như là dưa hấu thì dễ giải cứu hơn. Tuy nhiên thì ở quê tôi chắc là giá dưa hấu nó cũng tầm vậy. Nên tôi sẽ về quê giải cứu cho nó đỡ mất công vận chuyển. Vất vả trên một cái quãng đường gần 30 cây số và đi tay không về rồi, không mua được cái gì cả. Ở đấy tôi có thấy táo đỏ này. Táo đỏ này chắc là táo đỏ Mỹ hoặc là New Zealand gì đó. Nhưng mà giá 49.000 một cân. Giá này tôi chấp nhận được. Nhưng khả năng tôi sẽ lấy 1 ký hoặc 2 ký táo này về ăn. Nhìn màu khá là hấp dẫn. Bây giờ sẽ phải đi xem mà có cái túi để mà lấy đồ được. Ủa, táo đỏ này. Táo Fuji à? Fuji này chắc là của Nhật à? Nhìn cũng không khác cái táo tàu là mấy. Lê Hàn Quốc 69.000 một ký. Nhìn mẫu mã của nó khá là đẹp. Uầy, táo gì đây? Nhật. Oh my god, thì to chưa, đã đời chưa? Nho đen 145.000 một ký này. Tại cũng đang có trào lưu làm bánh mì Thăng Long 39.800 đồng một ký. Nhưng mà có vẻ là cũng để lâu rồi. Các bạn có để ý thấy là cái vỏ của nó đã bị héo này. Tôi sẽ lấy khoảng tầm 2 ký táo. Tôi lấy được một túi rồi, bây giờ tôi sẽ ra tôi nhặt táo. Chọn quả nào đây ta? Không biết nữa, nhìn trông nó... không biết là chua hay ngọt nữa, chỉ biết là màu nó khá là đẹp. Đi giải cứu tôm hùm và chôm chôm và cuối cùng là thành ra đi mua táo.
Tôi nhặt được 3 quả rồi. Nhìn nó đỏ đỏ này cũng không biết là do nó bị chỗ nào nó thâm nó dập nữa không nữa. Bốn quả. Hy vọng là những cái táo này là táo sạch. Năm quả. Có tôi lấy 5 quả vậy. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra quầy thanh toán. Chơi. Cân 18, 1,18 ký, giá là 57.000. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra quầy thanh toán. Xem chỗ nào vắng người chúng ta sẽ thanh toán. Đây tôi thấy có một. Ôi, nhiều quá trời. Thôi đi di chuyển các quầy khác vậy. Đây, quầy dai đẹp này có vẻ ít hơn. Em ơi táo ấy riêng. Vâng, thưa các bạn, như vậy là cái công cuộc mà giải cứu tôm hùm của tôi đã thất bại. Lúc đi thì hy vọng bao nhiêu thì bây giờ về thất vọng bấy nhiêu. Tại vì là đi tay không và về tay trắng, không mua được một con tôm hùm nào cả. Thôi chắc là sẽ chờ vào một dịp khác vậy. Mà không biết là đến bao giờ nữa. Thôi thay vì là cầu mong cho giá tôm nó giảm xuống thì mình hãy tích cực làm việc để mà cho nhiều tiền để mua tôm. Như thế thì sẽ tốt cho cả hai người nuôi tôm thì có lợi, và mình thì cũng không thấy lăn tăn gì cả về chuyện giá cả. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ bắt xe, đứng ở đây bắt xe để về quê thôi, về với thầy U thôi. Tôi không được ăn tôm hùm thì về nhà ăn tôm đồng vậy. Cảm ơn các bạn nha.